trời ơi, sắp đến cuối tháng rồi mà trong người không có một cắc là sao? Bà Tám bà qua chút xíu là chết mình luôn rồi. Tiền đâu mà đóng tiền nhà cho bà đi? Trời ơi sao tôi khổ quá vậy trời ơi. Anh Dung ơi. Bà Tám qua. Ai vậy? Ai vậy? Thằng Trung nó đi du lịch rồi. Anh Trung ơi. Nó đi du lịch nước ngoài rồi. Anh Trung. Nó không có nhà mà cứ kêu anh Trung gì. Em hỏi thăm á thì mới biết là nhà anh đi qua nhà em có 5 phút à. Gần lắm. Phải rồi, gần lắm. Đi từ đầu hẻm vô đây mất 1 tiếng đồng hồ đó. Anh khổ quá mà Kim. Sao mấy bữa nay á anh trốn em vậy? Em à. Em đến thăm tôi dù không đón mời. Vì tôi quá nghèo đâu dám gác không tên nằm trong phố nhỏ, gặp ghềnh qua lối quanh co, vào đây kiếm sống đơn sơ. Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều, dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu, lưu luyến Kim mà anh lo lắm Kim ơi. Mấy cái số anh nó làm sao á, làm mấy năm trời mà nó không có dư, mà không có tiền nữa. Không có tiền sao anh cưới em? Anh nghĩ chắc anh mất em quá. Anh đừng có lo, ba má em không có khó đâu. Chỉ cần anh qua hỏi em đàng hoàng thì ba má em sẽ gả em cho anh mà. Thiệt không em? Thiệt. Trời ơi nhưng mà. Nhưng mà sao? Em
thưa quý vị, và đó là cặp đôi Vĩnh Thiên Kim và Hồ Việt Trung. Cảm ơn các bạn với tiết mục vừa rồi. Và bây giờ chúng tôi xin mời ban giám khảo nhận xét. Anh không ngờ là Vĩnh Thiên Kim hát nhạc trữ tình hay như vậy. Em hát rất là hay đó. Trung thì mang chất của một người Nam Bộ, giống như một người nông dân á. Em vào cái vai rất là dễ thương, rất là khổ. Cái mặt em không cần khổ gì hết á. Em bình thường đã nhìn thấy em khổ rồi. Không cần phải diễn gì hết, đừng nên diễn gì hết á. Ừ, chúc mừng hai em. Danh ca Ngọc Sơn à, anh ơi. Nhân tiện đây thì anh xuất hiện rất là đặc biệt trong cái số này. Mà đây là cái phần kết rồi. Bây giờ khán giả ở đây có cái yêu cầu nhỏ là anh gửi một cái đoạn giọng cổ ngắn thôi, gửi tặng mọi người, anh thấy sao anh? Hay lắm. Quần ngơ yeah. Hả? Nàng đó sao? Quỳnh ơi, trong tấm áo lụa ngày xưa trở về đây với người bạn tình chung thủy, đem màu táo yêu thương điểm tô cho đẹp buổi thương phùng. Đứng lên cảm ơn cả nhà. Hết. Hết hả? Hay quá anh, quá là hay luôn. Anh muốn nói, trước khi nói giọng hát thì nói về diễn xuất của tụi em trước. Nói về diễn xuất của Trung, em diễn rất tốt, rất chi tiết. Và em nhập vai tốt luôn. Em giữ vai cũng tốt luôn. Và em nuôi cảm xúc cực tốt luôn. Và cái thoại nó rất là chặt. Và nó khích tới cái thời gian mà để em bắt vào cái câu hát tiếp theo. Nó hoàn toàn hợp lý của một câu chuyện, một tổng thể. Không có bị trật một chút xíu nào hết về cảm xúc. Đó là cách em nuôi và em giữ cảm xúc để thực hiện cái bài thi này. Cho nên anh đánh giá cao, rất cao Hồ Việt Trung. Còn với bé Thiên Kim, em là một trong những con tiểu yêu của giới showbiz này. Em làm được nhiều trò khác nhau. Em nhập vai cũng rất tốt, tiểu thơ ra tiểu thơ, cần quậy là ra quậy. Từ một người hát rất là bốc lửa và có thể đốt cháy mọi sân khấu, mà em chuyển sang nhạc trữ tình rất là ngọt ngào. Chúc mừng tiết mục này. Thì anh thật sự nói, anh bày tỏ cảm tình của anh rất là thích hai em. Cảm ơn. Hôm nay chị thích Trung ở cái đoạn đầu, lúc em vào cái A đầu em hát sao mà nó đầy đặn, và những cái nốt thấp của em nó đẹp mà nó không có bị hư hao gì hết trơn á, rất là đẹp so với tuần trước, quá là tốt. Kim á thì Kim thì đúng như anh Hưng nói, em giọng hát của em và cái phong cách của em biến hóa rất là nhiều, đó là nhiều người cũng bất ngờ em thích ứng ở cái dòng nhạc này. Chúc mừng tiết mục. Ban giám khảo có vẻ khá là hài lòng với sự tiến bộ của các bạn trong đêm nay. Và điều đó sẽ được minh chứng qua số điểm ngay bây giờ. Xin mời anh Hưng. 10 điểm. Yeah. Xin mời chị Tư Cẩm Ly. Điểm tuyệt đối của chị là 9.75. Xin mời anh 10. Anh 10 thì là 10 rồi, còn hỏi gì nữa. Chưa chắc. Chưa chắc hả? Chưa chắc. Anh thất vọng đúng không anh? Ừ. Tụi em thường lắm nha, tụi em bình thường lắm, sao bằng anh được đó, còn nhiều kiếm khuyết lắm. Rồi cho đi anh. Hai giọng hát này kết hợp với nhau nghe hay lắm á, rất là mùi. Nhưng nhưng mới là vấn đề là mày, quân pháp bất vị thân. Đúng vậy. Em chịu anh cho đó. Mười mày khỏi lo đi mà. Tặng hai em 10 điểm. Rồi bây giờ thì chúng ta kêu gọi bình chọn cho khán giả để nhận cái giải thưởng 20 triệu của chương trình đi. Hy vọng rằng quý khán giả và các bạn sẽ bình chọn cho cặp đôi Vĩnh Thiên Kim và Hồ Việt Trung với mã số 08. Xót xa tiếng mưa buồn em khóc.
Ngày xưa ta quen nhau trên phố mưa tuyệt vời. Ngày xưa em yêu anh yêu rất nhiều. Ngày xưa anh ru em trong giấc mơ ngọt ngào. Mà tại sao hôm nay nghe đắng cay? Tình đắng như chén mê nồng, tình trắng như giấc mơ hồng. Lời anh dối gian ngọt ngào bờ môi. Giờ nước mắt đã rơi nhiều, tội lắm cô bé si tình. Về đâu hỡi anh, còn lại mình em. Người trên phố khuya nhớ anh, nhớ anh em buồn hờn. Mưa rơi hắt hiu, xót xa tiếng mưa buồn em khóc. Ngày xưa ta quen nhau trên phố mưa tuyệt vời. Ngày xưa em yêu anh yêu rất nhiều. Ngày xưa anh ru em trong giấc mơ ngọt ngào. Mà tại sao hôm nay nghe đắng cay? Tình đắng như chén mê nồng, tình trắng như lời anh dối gian ngọt ngào bờ môi. Giọt nước mắt đã rơi nhiều, tội lắm cô bé si tình. Về đâu hỡi anh, còn lại mình em. Cho nhau một đêm vui, rồi mai đây khi đời thay đổi, yêu đương tan thành mây khói. Khi con tim còn đam mê, đã yêu anh yêu trong cuộc đời. Nhưng yêu tôi là mơ thôi. Để hôm nay mưa biển giăng lối, em bước chân đi cho quên một người. Chúng ta vừa đến với cặp đôi Thanh Thanh và Thu Thảo. Bây giờ thì Nguyễn Khang xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Hai bài hát này anh phải khen là Thảo giọng rất là đẹp, hát rất là hay, xinh đẹp nhiều nhiều so với những lần trước gặp. Và như thế này thì chắc chắn hai em sẽ thành công thôi. Chúc mừng hai em. Cảm ơn anh chị, xin mời Vũ. Khi Vũ nghe cái câu mà xin cho em một đêm thôi là Vũ tưởng tượng ngay tới giọng của Minh Tuyết rồi. Thôi sẵn đây thì chị hát thử em nghe một câu được không? Nữa hả? Bữa nay là ngày của chị. Không, chị hát một câu thôi. Xin em một đêm thôi để yêu anh trọn cuộc đời. Đó, cho em thấy cái tình của chị đi nè. Mà hát dễ sợ lắm. Cho anh mượn cái mic đó cho chị Ly. Gì vậy? Oh!
phố khuya. Nhớ anh em buồn hơn. Mưa rơi hắt hiu, xót xa tiếng mưa buồn em khóc. Ngày xưa ta quen nhau trên phố mưa tuyệt vời. Ngày xưa em yêu anh yêu rất nhiều. Ngày xưa anh ru em trong giấc mơ ngọt ngào. Mà tại đâu nay đang gãy. Tình đắng như chén anh nồng, tình trắng như giấc mơ hồng. Đời anh dối gian ngọt ngào bờ môi. Giọt nước mắt đã rơi nhiều, tôi lắm cho bé si tình. Về đâu hỡi anh, còn lại mình em. Xin cho anh một đêm thôi, để em yêu anh trọn cuộc đời. Ta cho nhau một đêm vui, rồi mai đây khi đời thay đổi, yêu đương tan thành mây khói. Khi con tim còn đam mê, nhớ yêu anh yêu trọn cuộc đời. Nhưng yêu đương là mơ. Để hôm nay mưa buồn giăng lối, em bước chân đi chờ quên một người. Khi mà mình hát á, mình dùng cái cách xử lý làm sao mà nó tình cảm nhưng mà nó vững mạnh, để ý cái đó. Bởi vì tụi em là những người con gái xinh đẹp và có giọng tốt nhá. Cảm ơn hai em rất nhiều. Cảm ơn chị Thúy. Và xin mời đội của anh Hư. Thì nói chung là một tiết mục Vũ nghĩ là được cái sự ưu ái của anh Minh Vy và chị Cẩm Ly. Khi kể cả anh Minh Vy cũng dành cái bài hát của ảnh để mà cho hai em hát. Và hôm nay đã cho hai em mặc hai cái chiếc áo mà chỉ làm cho mọi người gợi nhớ đến những diva của thế giới như Celine Dion hoặc là Mariah Carey rồi đó. Thì Vũ nghĩ là đây là một cái sự ưu ái rất rất đặc biệt dành cho hai em. Và hai em xứng đáng với lại cái sự ưu ái đó. Chúc mừng hai em. Cái bài hát Tình Đắng này anh viết khoảng 11, 12 năm. Bài Tình Đắng trước một, rồi sau đó tới bài Sao Anh Ra Đi. Hai bài cách nhau có một ngày. Đúng một ngày. Lúc đó nó rất là đắng. Đắng là sao? Vợ đi mà ngồi giữ con á, đắng lắm. Nói chung với lại vọng cổ buồn nữa. Hôm nay không phải tụi em hát sai, anh bắt tụi em hát như vậy. Cách này hợp với giới trẻ bây giờ. Dứt khoát, ngắn gọn. Chị Tuyết hát rất tình của cái bài Tình Đắng. Rất tình theo kiểu của chị Tuyết. Và hôm nay tụi em làm hai bài này máu lửa hơn là anh với chị tưởng tượng. Thanh thực ra là mạnh cái dòng nhạc trẻ hơn Thảo, mạnh hơn một tí. Hiện tại bây giờ tụi em là nếu cái cửa vào là 50-50 thì tụi em đã được 60% rồi. Nếu hai em may mắn vào vòng trong, dứt khoát anh đã định hình và đóng khung tụi em là khán giả và 6 huấn luyện viên ở đây biết tụi em đã hát được nhạc trẻ rồi. Chắc chắn nếu vào vòng sau có vào thì tụi em phải làm một dòng nhạc khác. Anh không thích thí sinh của anh bị đóng khung, anh lên anh sẽ cười anh. Anh lên anh cười lớn lắm chứ phải cười nhỏ. Cho anh nghe giọng cười đó Lê. Đều không? Tôi bè cho vô đó. Cảm cười. Ơn tin, tin bè phải không? Cười lại không? À, cười nha, cười bè nha. Một, hai, ba. Đứa cười tâm ngơ. Một lần nữa xin được chúc mừng cặp đôi Thanh Thanh và Thu Thảo. Cảm ơn hai chị em. Phúc như đôi chị yêu
bay ngập trời nắng hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm tình yêu một thoáng lên ngôi dịu dàng như áng mây trôi nhẹ nhàng như ánh trăng soi êm êm hương yêu dâng trong hồn tôi em như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang dòng chơi cùng năm tháng ôi đêm đêm cùng tiếng hát cho với niềm thương nhớ còn gì cho ước mơ người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ tình yêu đã chết trong tôi nụ cười đã tan trên môi chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ tiếng hát là tiếng hát
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, ca khúc Cô Đơn. Thì với sự thể hiện của Ngọc Vũ và Mai Huê. Vâng, thưa quý vị, khi mà nghe ca khúc này chìm đắm cảm xúc thì Nguyên Khang lại nhớ tới lúc sinh thời thì nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính gắn liền với hình ảnh của cây đàn piano, cho nên là ông thường đích thân đệm đàn cho những ca sĩ hát những cái tác phẩm của mình. Và hôm nay thì các bạn đã thể hiện rất là cảm xúc ca khúc này. Và bây giờ thì Nguyên Khang xin mời chia sẻ của ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vi. Cái bài này hòa âm hay lắm, hay nhất là cái đoạn nhân tấu. Và cái đoạn nhân tấu để cho tụi em phô diễn được cái tài năng của tụi em. Vũ, giọng của em hôm nay rất là rõ nha. Rất là rõ, sạch. Và em giữ được cái bản lĩnh của em. Huê hát rất hay và em hát luôn cả những cái nốt cao của Nam. Có những nốt mà Vũ đấu không lại em luôn á. Cái nốt cao á. Nhưng có thể mình vướng chuyện gia đình, mình nghỉ một thời gian, nên cái bản lĩnh sân khấu của em nó bị vơi đi, chứ anh không dùng là mất đi. Mà anh khen luôn cho đội Tim Minh Tuyết dựng được cái đoạn giữa này. Anh tiếc là tụi em mất cái đoạn giữa đó. Nếu như không có cái đó, chút xíu đó thôi, bài hát này tuyệt vời. Rồi, anh hết phần anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Gia đình mình có bổ sung gì không ạ? Chị cảm thấy phấn khích là bởi vì chị có cảm giác như là chị đang nói riêng về Vũ nha. Từ đầu vào chương trình này luôn, chứ chị không nói là đêm nay ha. Bài hôm nay là bài chị thích nhất ở em luôn. Khi em cất giọng hát lên á, trời ơi, chị cứ cảm giác như là mình đang ngồi trong một nhà hát á, mà thưởng thức cái giọng của em. Nó bay mà nó sạch mà nó đẹp vô cùng. Và chị với anh Hưng có một cái sự đồng điệu khi em hát cái câu mà người ơi hay sao đó. Tự nhiên chị ở bên đây nè, tự nhiên chị gật chị quay qua, chị thấy y chị Hưng y chang, nhưng trời ơi, nó đã vô cùng. Và đặc biệt khi em xuống cái chữ người của em nó đầy mà nó ấm mà nó sạch, cái giọng em nó đẹp vô cùng, ý như là đang thưởng thức trong nhà hát. Chị rất là phấn khích từ đầu chương trình đến bây giờ, thì dành tất cả cái sự thiện cảm cho cái giọng hát của em trong đêm nay rất là tuyệt vời luôn, đẹp vô cùng. Thì trong khi đó Huê, không phải là em không hay, nhưng Huê hay. Hay, nhưng mà hai em hơi bị cái cách mà tụi em ngắt câu á. Thì thí dụ như Vũ á, thì nó chắc hơn, thì Huê hơi bị lê một tí xíu, cho nên có đoạn hai người bị chệch ra khi mà hát cặp với nhau tí xíu thôi, chứ không nhiều. Nếu mà mình cặp vô đều luôn á, thì cái bài này phải nói là tuyệt vời. Chúc mừng tiết mục của Huê và Vũ rất nhiều. Cảm ơn chị. Huê ơi, sao em khóc vậy? Sao khóc? Hôm nay em hát rất là hay luôn á. Không có gì phải khóc cả. Hôm nay có một sự tiến bộ là hôm nay chịu diễn rồi, chứ hôm bữa không chịu, nhìn mặt là không chịu. Tại sao? Hôm nay diễn hay nha. Hôm nay diễn tốt rồi đó. Ok, thôi chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét của anh Hưng và Vũ. Hồi nãy có một đoạn anh Hưng vỗ tay cho bạn, các bạn có nhận ra. Có một đoạn lúc mà bạn lên tông á. Đúng là Vũ đã làm chủ bài hát này một cách rất là trọn vẹn. Anh thấy em hiểu bài hát này, nó giống như bàn tay của em rồi đó. Và em toàn bộ cấu trúc bài hát này và em nắm hết. Chỗ to, chỗ nhỏ, hát bằng giọng ngực có, giọng cổ có, và bằng hơi cũng có. Khi em diễn tả những cái đuôi ém thành hơi, nó rất là khó làm. Cái người đó phải người bản lĩnh lắm luôn mới làm được chuyện đó. Còn viêm Huê, những cái câu đầu tiên á, em đừng nên luyến sớm như vậy. Cái nốt cuối cùng, nhất là những bài kinh điển như vậy đó, không có ai, rất khó để khán giả chấp nhận một cái sự phá cách mà nó không có gì mới hơn, mà lại làm cho em lung lay nhiều cái nốt lắm. Đó, cuối cùng ha. Rồi cả hai người từ cái ổ cửa bước ra bị trật tí xíu, và cái điệp khúc bị trật tí xíu, chỉ có 3 điểm đó thôi. Những cái đoạn cao trào rất là khó khăn, thì lên tông nhiều nữa thì Huê mới được bung nhiều hơn nữa. Anh thấy được cái Mai Huê cái mà lên cao đó càng phát sáng nhiều hơn. Và đúng là tiếp một anh dành lời khen nhiều cho Vũ. Chắc Vũ cũng sẽ nói giống như là Vũ nói với lại thí sinh của mình ở trong cái lần trước. Thì trong cái phần trình diễn của mấy em cũng có những cái trục trặc, giống như là cái tiết mục này mà Mai Huê đã phải gánh chịu. Đây sẽ là một bài học để cho mình càng tốt hơn nữa. Bạn an tâm, đây là cuộc thi để làm gì? Để cho mình học nhiều cái kinh nghiệm, để mình có thể tốt hơn sau này khi mà mình hát một cách chuyên nghiệp để mà kiếm tiền, thì mình sẽ có những cái kinh nghiệm này để mà mình có thể ứng phó được tất cả mọi hoàn cảnh. Bây giờ Vũ sẽ không nói về cái bài hát, tại vì mấy anh chị đã nói rồi. Nhưng cảm ơn anh Minh Vi đã cho Vũ nghe được cái phần
cái phần vocal. Vocal ngay giữa gian tấu. Hai bạn cực kỳ xuất sắc với hai giọng hát mà Vũ nghĩ là ít nhất trong đó nó có cái độ vang mà làm cho mình cảm tưởng như là phải nguyên một ca đoàn đang hát và bè quyện với nhau. Thì cái này đã nói lên cái giá trị của giọng hát của hai bạn rồi. Cho nên Vũ tin là hai bạn cứ an tâm đi, Mai Huê đừng khóc nữa. Biết là Mai Huê chắc đang có chuyện buồn lắm, nhưng mà Mai Huê phải an tâm là mình có một giọng hát hay. Và giọng hát hay như thế này từ cả một cặp thì không thể nào mà Minh Tuyết và Quang Lê có thể cho đi được. Không thể. Vũ ơi, nhưng mà nếu nói như vậy thì đây cũng là một cơ hội của đội Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Hữu. Nếu như mà giả sử đội này mà không chọn em thì em vẫn có cơ hội về đội khác, cho nên không có gì phải khóc nữa, đúng không? Cuộc đời cứ lạc quan lên đi em. Rồi, xin mời chia sẻ của chị Tuyết và anh Lê. Trước khi Minh Tuyết chia sẻ về bài này cũng như là hai bạn thì cho phép Minh Tuyết gửi lời cảm ơn. Đó là cái bản hòa âm của Hùng cũng như là cái sự đánh quá tuyệt vời của ban nhạc đêm hôm nay qua bài hát này cũng như tất cả những bài hát trong chương trình. Một lần nữa em rất là xin cảm ơn ban nhạc cũng như cảm ơn Hùng rất là nhiều. Hôm nay mà Huê với Vũ hát được như vậy là chị cũng mừng lắm. Vì không ai biết rằng là Huê với Vũ đã bị bệnh cách đây mấy ngày. Trước 2-3 ngày thôi, Vũ thì lái xe từ quê lên dầm mưa nguyên một đêm. Quý vị biết là trước đó là mưa lớn lắm. Vũ dầm mưa và trong cái text group của tụi mình thì Vũ nói là chết rồi, Vũ cảm rồi, không biết làm sao đây để cho có thể hát được bài này. Mà bài này thì phải vì muốn cho cái cao trào nó cao nên Vũ đã cố gắng hát cái tông cuối cùng. Nó qua, ra khỏi cái quãng của mình luôn. Và Vũ cũng đã cố gắng rất là hết sức. Còn riêng Huê thì chị còn nhớ cái ngày mà mình tập cuối cùng. Huê bay từ Hà Nội vào và đã ngủ gục trên vai của Vũ khi mà Vũ chở đi tập. Và tối đó đến nhà chị thì Huê cũng nằm lăn ra và các em rủ Huê đi chơi. Thì Huê bảo là chị cảm rồi, chị không đi được. Cho nên chị xin lỗi các em. Và đến nhà của chị tập thì em ngủ gà ngủ gật vì em bị sốt. Thì hai em đã bị bệnh rất là nhiều. Và chị biết rằng cái bài hát này không phải là một bài hát đơn giản. Ngay từ ngày đầu tiên khi mà mình tìm bài thì các em có nói là các em đều thích bài Cô Đơn. Chị có nói là các em có chắc không? Vì bài hát này rất là khó hát. Nếu mình hát không ra thì nó rất là nhàm chán và boring. Còn nếu các em hát ra thì chứng minh đẳng cấp của các em. Chị có nói điều đó và các em đều nói không, chị ơi em rất là thích bài hát này. Hai em đều thích hết và cuối cùng chị quyết định cho hai em hát bài này. Ngày hôm nay chị biết là Huê không phải là lỗi một lần mà lỗi tới hai lần lận. Khi Huê từ cái khung hình bước ra em đã trễ nhịp. Lúc đó Huê hoang mang. Và ngay cái gian tấu giữa Huê cũng lại bị thêm một lần nữa. Và chị cũng muốn nói với Huê một điều như thế này. Cái điều mà ở Huê, cái yếu điểm nhất ở Huê không phải là Huê hát dở. Không phải là Huê không biết hát, không phải là Huê yếu nhịp. Nhưng Huê bị cái yếu điểm nhất là tâm lý. Mỗi lần mà Huê lên sân khấu Huê hát là Huê cứ suy nghĩ ở đâu đâu á. Và cứ quên vào hoài à. Mà đây không phải là lần thứ nhất. Chị đã nói Huê rồi, phải bình tĩnh, cứ thoải mái đi. Em hát rất là hay, tại sao em cứ phải lo ra thế? Và Huê thường tâm sự với chị rằng là chị Tuyết ơi, em thấy mấy bạn trẻ bây giờ đi hát, bây giờ đi thi, em thích quá, em tiếc cho mình vì đã ra ngoài đi thi quá muộn. Không biết em còn có cơ hội được nữa hay không? Và Huê cũng đã luyện tập rất là nhiều chứ không phải là Huê làm biếng. Nhưng vì cái tâm lý của em khiến cho mỗi lần em lên sân khấu em đều bị vấp lỗi. Em muốn trở thành một ca sĩ thực thụ chuyên nghiệp thì em phải khắc phục điều đó. Bởi vì cái điều đó sẽ là cái điều mà khiến chị Tuyết phải phân vân với cái tài năng của em. Vì mình lên sân khấu mình không có bản lĩnh, mình sẽ kéo chết luôn cả người bạn diễn kế bên của mình. Huê hiểu ý chị nói không? Em không hát dở, em hát hay, em có giọng, em hát tốt. Phải bình tĩnh và phải tự tin ở bản thân của mình. Huê hiểu ý chị nói không? Vì Huê làm như vậy, Huê đưa chị vào một tình huống rất khó xử. Chị không thể nào đánh rớt một người biết hát. Nhưng chị cũng không thể nào cho một người cứ làm lỗi hoài, rớt nhịp hoài ở ngoài sân khấu. Huê đưa chị vào tình huống vô cùng khó xử nha. Nhưng mà ngày hôm nay Huê bệnh mà Huê hát được như vậy, Huê hát rất là hay. Em xin nói một lời, có nghĩa là tất cả những tràng pháo tay của tất cả quý vị ở đây dành cho em và Mai Huê. Mặc dù em và Mai Huê
thể hiện không tốt phần thi của mình. Nhưng có lẽ những tràng pháo tay đó đã nói lên tất cả. Em xin dành tất cả những tràng pháo tay ấy lại cho người huấn luyện viên của em, đó chính là chị Minh Thuyết và anh Quang Lê. Nhân tiện thì đang nói về Vũ, tại nãy giờ là nói về Huy rất là nhiều. Thì để khoe với là mọi người ở đây là từ ngày đầu mà Vũ đến với cuộc thi này, mọi người chỉ biết là Vũ hát dòng nhạc nhẹ, nhạc tính phòng. Nhưng mà sau ngày hôm qua, khi mà đi với Vũ thì mới phát hiện là Vũ hát một dòng nhạc trữ tình quê hương, rất ngọt ngào, rất chất. Và chắc chắn không thử bây giờ, sẽ thử ở vòng tới. Chắc cho em thử vòng tới đi. Cảm ơn các bạn đó. Thôi nhé em đừng nhiều hơn rồi, đừng thương tiếc để rồi xa xôi. Đừng trách chi đã lỡ duyên đời, hãy chúng ta đi hai đường, chuyện thương yêu đâu còn nữa. Ôm ấp chi một tình mênh buồn, để chua xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngậm hờn. Tình yêu mất đi còn đâu, cớ sao lại lắm u sầu. Em khóc mối duyên ban đầu, từ đây chén trong lòng nhau. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gót chân đôi khi đã mềm, gọi buồn cho mình nhớ tên. Chiều qua bao nhiêu lần môi cười, cho mình còn nhớ nhau. Chiều qua bao nhiêu lần tay mời, nghe buồn nghe vui sầu. Ngày nào đời còn có nhau, xin cho dài lâu. Ngày nào đời thôi có nhau, xin người biết đau. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng mắt. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Áo xưa chưa quen phong trần, để mùa thu vàng áo thề. Xa nhau nghìn trùng, lệ này cho
muôn người nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau. Biết em sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bến. Biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bến. Biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày quý vị. Có một điều đặc biệt trong câu chuyện này thì quý vị cũng thấy là Xuân Tín là nhân vật nữ chính trong cái câu chuyện của chúng ta, nhưng mà Tín lại là một bạn nam, thì để có thể làm cho tiết mục nó đặc biệt hơn, cái câu chuyện nó phù hợp với ca khúc hơn, thì Tín đã hóa trang thành một kiều nữ ở trong cái câu chuyện này. Và bây giờ đây thì Nguyễn Khai xin mời phần nhận xét của gia đình huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ ạ. Hưng nghĩ là Minh Tuyết là một người rất thông minh, đã có sự tính toán sắp xếp, nó đầy thuyết phục, cái gì Tuyết làm có lý do hết. Đó, cho nên là anh không bàn về vấn đề là em là ảnh hay ẻm. Anh khen ngợi em là em phải chịu thiệt thòi, em hát một cái giọng ém nó rất là nhiều, mới ra cái chất giọng nữ. Đó, thì nó không được bung rất là mạnh với cái lực của em. Hai bạn Giang với lại Vũ thì tuyệt vời rồi, ấm áp và cái màu sắc em nào cũng chất hết trơn á. Một cái bạn mashup The Me với những bài hát vô cùng nổi tiếng, nó hoàn toàn là hợp lý và rất nghe rất dễ chịu. Chị rất là thích ba giọng của ba bạn nam với cái độ nam trọng. Hết đó Ly rồi, nam hết đó chị, hả? Nam hết trơn luôn đó. Chị nói nghe nào, cái điều này, cái sự gọi là chị nói một cách là chị không có nghĩ là vô thức luôn đó. Em là một bạn nữ, em hát giọng nữ mà chị quên hẳn. Và chị nói là chị rất thích giọng của ba bạn nam trầm ấm. Là em hiểu là em đã thành công rồi đó, thấy không? Yeah. Tức là mình đã vào vai và cái giọng hát của mình nó là một bạn nữ. Cái đó cũng là một cái thành công. Thì bây giờ chị đang nói về cái giọng trầm ấm của ba bạn nam chị rất thích. Và chị cũng có một lời khen đối với Thương. Trong cái cách mà em hát á, cái xử lý chị thích á là mình có trầm ấm, nhưng cái độ tình của em khi em xử lý cái bài hát Định Mệnh và Phút Cuối vẫn rất là hay, tình cảm. Còn hai bạn kia thì gì, ở những cái mà cái đoạn mà những cái nốt thấp trầm tụi em đẹp lắm, Giang với Vũ rất là đẹp. Còn nói về cái bạn Xuân Tính này nè, em hát giọng nữ rất là ra luôn, nó có độ mềm mại, nhưng chị cảm giác là em chưa thoải mái hơn, em bị ghìm lại, em bị ém lại. Em ra hát giọng nữ nhưng mà chị muốn nó giống như là em tự tin hơn, nó sắc hơn một tí xíu nữa, nó sẽ càng ra đó. Cho nên là chị nghĩ em cũng không thua thiệt gì trong cái tiết mục này đâu. Thật ra thì các em á, là từ một cái câu từ đến những cái ca từ, các em quan tâm từng chi tiết, cái đó là anh rất là trân trọng. Và hôm nay không ai là hoàn hảo cả, mỗi người có một chút xíu lỗi, nhưng mà cuối cùng thì anh thấy là các em cũng đã cố gắng vượt qua cái căng thẳng và làm tròn vẹn một tiết mục. Cảm ơn bốn em. Ngày hôm nay cái điều mà chị bực mình ở Vũ ngày hôm qua thì ngày hôm nay Vũ lại nhớ bài và làm đúng như những gì chị dặn, cũng như tất cả các bạn. Nhưng ngược lại, cái người mà chị lo lắng đó là Giang, và cái niềm lo lắng của chị đúng y chang. Giang á hay bị cái bệnh lo ra, mỗi lần mà chị Tuyết nhắc Giang một cái gì á thì làm như Giang không có thoát ra được cái điều đó. Giang cứ nghĩ mông lung rồi lại quên vào cái nhịp của mình. Hôm nay chị đã rất vui bởi vì chị tưởng là các em làm trọn vẹn những gì chị dặn, nhưng mà cuối cùng Giang lại mắc phải cái lỗi đó, làm cho cái bài nó không được trọn vẹn. Nhưng ngược lại, cái cách xử lý, cái cách đường đi, nước bước, cái cách hát, tất cả mọi thứ các em đã đều làm đúng như chị mong đợi. Và chị biết rằng không phải các em không có tập luyện, nhưng cái gì cũng vậy, khi bước lên sân khấu, bản lĩnh sân khấu rất là quan trọng. Và cái điều đó là cái điều để cho các em
cũng như để cho huấn luyện viên nhìn thấy được em có đủ khả năng để đi vào vòng trong nữa hay không. Cảm ơn Xuân Tính. Thực sự là chị Tuyết không phải là người yêu cầu Xuân Tính giả gái, mà là Xuân Tính là người yêu cầu chị Minh Tuyết cho phép Xuân Tính giả gái trong tiết mục này. Và chị hỏi Xuân Tính là em có chắc ăn không, em có thực sự mong muốn không. Và Xuân Tính mong muốn và chị Tuyết đã đáp ứng những gì Xuân Tính mong muốn. Cho nên Xuân Tính có phần thiệt thòi trong cái âm vực khi mà mình hát cái bài hát đó. Nhưng mà ngược lại Xuân Tính lại có thể nổi bật ở những khía cạnh khác, mà chắc chắn khán giả sẽ thấy điều đó được ở Xuân Tính ngày hôm nay. Chị rất cảm ơn Xuân Tính đã hy sinh cho tất cả các bạn trong đội của mình. Cảm ơn bốn bạn. Tôi nghèo, em cũng chẳng cao sang. Tay trắng cùng nhau dệt mộng vàng. Hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước cầm áo thiếu hoa khỏi bè bà. Tôi với nàng hai đứa từ đây cho đến ngày bạc đầu, để giao ước tôi trao nàng nhận cưới, em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa mai. Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang. Tay trắng cùng nhau, hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ, em không đổi châu bầu, áo thêu để nhớ duyên đầu. Ngờ đâu xây đứt lìa đàn, nụ hoa đang thắm vội tàn, chưa sầu chia phôi, vội đi bỏ đôi áo mới. Ai mặc bây giờ em mơ? Vòng nhận cưới đó em đeo. Thôi em từ nay mơ mộng. Sầu anh đây em chút mà nghe lòng hoang liêu. Vòng nhận cưới đó cao xa, đưa đón kiều hoa đang sẵn sàng. Mai em sóng nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mai sâu xa. Anh ơi, tình yêu bây giờ nếu không dang dở
sao trọn đời nhớ nhau. Làm sao có một lần gặp cơ, nếu không gian giờ sao còn một lần từ ly. Vòng nhận cưới đó em đeo, thôi hết từ đây mơ mộng nhiều. Đêm nay uống để ai vui, rượu hồng mà tình em giòn, uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Đêm nay uống để ai vui, mà tình em rót uống cho người thấy lòng đêm vị. Nhạc của chú Hoài Linh cùng với là chú Vinh Sử nghe là đã đảo nùng rồi, mà với phần thể hiện trên sân khấu của hai cô gái mà không đến được với hai chàng trai, nó càng da diết vào sầu thảm hơn, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị bốn giọng hát theo thứ tự từ trái sang phải. Ở vị trí số 1, Trung Nghĩa, Mỹ Phụng, Thúy Vân và Hoàng Nghi. Cảm ơn bốn bạn. Thưa quý vị, trong bốn bạn này thì Nguyên Khang biết được một bạn đó là Trung Nghĩa, đã từng có dịp gặp gỡ nhau trong một cái chương trình khác. Thì thật ra là giọng của Nghĩa Nguyên Khang nghe và thưa quý vị, em rất là thích giọng hát của một nam ca sĩ, mà khi nghe giọng của Nghĩa thì đã nhận ra và rất là yêu mến. Chắc là nhiều người cũng nói giọng em cũng giống giống một chút gì đó, giống anh Quang Lê đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, thế thì nhân đây sẵn tiện em có cái bài nào mà của anh Lê mà em thích em hát tặng anh cái được không? Mà bài nào mà người ta nhận xét em hát giống anh Quang Lê nhất á? Thì bây giờ em xin phép được tặng cho anh Quang Lê một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoài Linh, ca khúc được mang tên Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Ok. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xõa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Cảm ơn Nghĩa rất là nhiều. Thật ra là hôm nay nhìn trên sân khấu có một cái màu sắc mà rất là thú vị, làm cứ bâng quơ hoài. Cái áo của Nguyên Khang và cái dàn hoa đằng sau có đúng hai tông màu xanh và đỏ luôn. Anh đứng anh không biết đâu là bông, đâu là em. Đúng, Lê nói đúng. Hoài hảo. Dạ, em cảm ơn anh Lê. Em không biết là anh đang khen hay đang chê. Cái cổng hoa đó người ta lấy ý tưởng từ cái áo của em mà ra. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Đau lòng lắm đó quý vị. Được thần tượng của mình nói một câu mà nghe nhói cả tim. Cái đó là anh khen nó chứ không phải đâu, đúng không? Dạ. Thì... có ai mà ghét hoa bao giờ đâu. Em mặc một cái vòng hoa như vậy là vậy chính ra không hoa. Cần cái cổng này đâu, hồi nãy kêu em lên đứng là được rồi. Em phải đứng cầm công giống vậy nha. Ôi em tự nhiên quá. Dạ rồi, cảm ơn. Thôi sẵn tiện em mời gia đình của anh Hưng với Vũ chia sẻ luôn à. Đây là một sự kết hợp hai bài hát cũng không có gì là lạ lẫm cho lắm, nhưng mà nó rất là hợp lý. Và Vũ sẽ đánh giá giọng của từng bạn nhé. Đối với Vũ, giọng của Trung Nghĩa rất là chắc, ngọt ngào và bạn có thể điều khiển được cái giọng của mình một cách rất tốt. Về Mỹ Phụng thì em có giọng tốt, nhưng mà em có thể là vì cái tuổi mình còn trẻ đó, cho nên cái sự trải nghiệm về tình yêu mất mát nó chưa có nhiều, cho nên khi em hát nó vẫn chưa cảm nhận được cái sự đau thương ở trong đó, đúng không? Còn về Hoàng Nghi thì giọng em tốt, em hát ngọt ngào tình cảm, nhưng cái cao độ của em lúc nào nó cũng bị lệch một chút xíu á, nó uổng lắm tại vì mình giọng đẹp mà. Còn về Thúy Vân thì giọng của em tốt, và anh cũng đánh giá đây là một cái bài nó rất là hợp với giọng của em. Hai cái bài này liên khúc với nhau để chọn hai ca khúc.
có cùng một nội dung để nói về đám cưới và cái kỷ niệm của hai cặp đôi. Có một cái anh rất khen bên đội Quang Lê với Minh Tuyết là vì tập rất kỹ thì mới dám chơi cái chiêu là nhạc bolero và habanera, rất ít ai có thể dám chịu hát đồng thanh với nhau một đoạn rất dài. Hai bạn nam hát một đoạn đồng thanh với nhau là hát cặp với nhau đó, rất dài. Và hai bạn nữ cũng vậy. Thì cái điều này là phải tập rất kỹ. Và đâu đó cái cách dàn dựng của Tuyết á, nó phong phú và đỡ chán đó, là khi hai bạn nữ đột ngột xuất hiện sau hai sau cổng hoa. Cái cổng hoa thì sẽ có một cái bất ngờ nhẹ cho khán giả. Và cái rõ nét nhất của huấn luyện viên là đoạn cuối, hai bạn nữ đi vào và xoay lại. Nếu để ý kỹ, đó là cái nét đặc trưng của Minh Tuyết. Bây giờ cái câu ngâm thơ nghe bình thường là ổn định, nhưng mà nếu mà nghe để mà Lê, chị ngắt lời Lê xíu. Dạ. Tại vì nãy chị cũng không định nói, nhưng mà tại giờ em nói cái câu ngâm thơ, không biết có đúng ý hay không. Rồi chị nói. Để chị hơi bị khó tí xíu. Khó giùm em, tại em khó hơn chị. Đối với chị không hài lòng với câu ngâm của Nghĩa. Ừ. Chị không biết đâu đúng không, tại không, nó không có sai. Nhưng mà em bị vội trong cái câu đầu tiên ngâm, nó mất cái tình cảm của câu ngâm. Nó hơi vội một tí xíu phải không Lê? Dạ đúng chị. Có cảm giác như thế, nhưng mà em tại thôi định chị nói. Chị cũng bỏ qua vì chị định hỏi em như thế có phải hay không. Dạ, phải cái câu ngâm là em có cảm giác vậy không? Chị thì đúng. Chị không thích lắm, không có hư nhưng mà nó không có đã. Cái điều đó chị Ly không nói nhưng mà Ly cũng sẽ nói. Tại vì cái câu đầu tiên của cái câu thơ vô bài ấy, nó rất là quan trọng. Đúng. Và em nghĩ hát cảm thấy là đang chạy đua với cái tiếng đàn rất là chậm chạp đó, nhưng mà em lại cố hát cho nhanh. Thì đó là câu thơ đầu tiên hơi hời hợt. Rồi Hoàng Nghi cũng thế. Khi mà em nghĩa ra và kết một cái thì em cũng sẽ cố hoàn thành xong cái câu thơ của mình. Tại vì câu thơ là mình phải thông thả một chút. Nếu như mình không có đủ hơi để em hát nguyên một câu dài thì mình có thể ngưng và mình tìm một cái chỗ nào hợp lý, mình lấy hơi vào, mình đưa từ từ. Còn hai cô gái câu thơ thì đối với anh là chưa có hoàn hảo như anh mong đợi, nhưng cũng khá là tròn trịa. Còn về nhịp nhàng thì hôm nay là Hoàng Nghi em đã tiến bộ rất là nhiều với những buổi tập. Và ngày hôm qua có những cái chỗ mà những cái phách mà cần nghỉ để trước khi vào cái điều khúc thì cũng đã có tập với Nghĩa với Nghi rồi. Thì hôm nay hai bạn đã làm tốt những cái nhịp nhàng ở chỗ đấy, chỉ có ở một câu thơ một chút xíu mà thôi. Còn Phụng thì phong độ thì anh thấy là em rất là tốt. Còn Thúy Vân thì đặc biệt cái giọng của em thì dĩ nhiên là có nét đặc biệt, nhưng mà em có vẻ là rụt rè, em không có tự tin lắm. Để bổ sung câu nói của Lê ha, đặc biệt là hôm nay Phụng với lại Vân rất là xinh gái nè, rất là xinh. Và thực sự là chị đã tập với các em rất là nhiều và theo dõi các em rất là nhiều. Chị chỉ nói một điều như thế này, đối với ngày đầu tiên chị tập với bốn em và ngày hôm nay các em bước lên sân khấu hát như thế này, tụi em đã làm quá tốt rồi với những gì chị mong đợi. Nhất là Vân và Nghi. Nghi ngày hôm nay chị biết là cái sự nỗ lực vô cùng to lớn, vô cùng nhiều của Vân và của Nghi. Ngày hôm nay các em đã cùng Nghĩa và Phụng hòa thanh, nhất là những cái đoạn hát chung rất là đều, khiến chị Tuyết vô cùng thấy mình hạnh phúc và thấy cái công sức mình bỏ ra thật là xứng đáng vô cùng. Cảm ơn bốn em rất là nhiều. Và tiếp một lần. Cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết. Cảm ơn các bạn. Than hờ
chi cho cõi lòng lâm ly. Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây, lòng vắng muôn bề không liếp che gió về. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Gió lạnh luôn ngoài manh, lá vàng rơi lìa cành, gửi ta nỗi niềm gì? Ôi, ta mong ước xa xôi, những đêm mãi cô đơn, gửi tâm tư về đâu? Mưa thương ai, mưa nhớ ai, mưa rơi như nức nở, mưa rơi trong lòng tôi. Mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng về muôn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Mỗi khi mưa rừng về muôn màng, bóng chiều vàng dần tan, lòng thương nhớ nào nguôi. Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây, lòng vắng muôn bề không liếc che gió về. Kiếm sầu ta người chẳng gì vui, mưa còn rơi bao kiếp sầu ta. Ta vừa đến với hai sáng tác rất nổi tiếng, ca khúc Giọt Mưa Thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong và ca khúc Mưa Rừng của nhạc sĩ Huỳnh Anh với phần thể hiện của bốn giọng hát. Xin được giới thiệu Bá Huy, Thu Uyên, Mai Huê và Nhật Hào.
Xin được mời phần chia sẻ của đội chị Ly, anh Vi. Ở đây bây giờ chị nói cái khuyết trước đi nha. Hào, màu sắc của em hôm nay cũng tốt về chất giọng này kia, nhưng em cẩn thận hơn, cái bè của em nó chưa được chuẩn. Chỉ một câu thôi nhưng mà nó lại dính một từ là nó nghe nó lọt ra ngoài liền, là về cái phần bè. Còn một cái phần nữa, khi mà tụi em đã hát bốn người mà hát đồng thanh với nhau, thứ nhất là mình phải tập cho nó nhuần nhuyễn, còn thứ hai mình phải ăn gian để mình nhìn nhau. Thì ở cái đó chị trách Huê một tí xíu. Tội nghiệp Nhật Hào ghê vậy. Anh diễn mà anh nhìn say đắm khi mà diễn đôi đôi. Em nhắm nghiền mắt em phê cái câu hát của em, bỏ ảnh lơ ngơ lóng ngóng trên đây, bên hai bên đây là tình một biết bao nhiêu. Coi như là tội nghiệp Hào đứng nhìn em chênh vênh luôn á Huê. Những cái đó là khi mình tập mình phải kỹ, không thôi mình bị lọt thỏm ra ngoài, phải không? Bé Uyên, câu cuối của em, mọi người đang feel như vậy nè, đang hát micro vẫn còn hết, em buông xuống em đứng em cười tính queo. Là em ngắt cái câu của mình sớm hơn các bạn. Cái đó là những cái khuyết thì chị nói với tụi em. Còn bản thân chị thì chị thấy tụi em hôm nay làm cái bài này đường dây á, là nó tốt rồi đó. Mà chị chưa biết là có hài lòng chị Tứ hay không, với anh Lê hay không. Đây là một cái cách xếp bài rất là thông minh và Vũ rất là thích. Vũ nghĩ là hai bài này đứng cạnh nhau rất hợp lý và nó cho mình nhiều màu sắc khác nhau nữa, cho nên là nghe nó đã lắm, rất là thú vị. Và hôm nay bốn bạn đã làm khá tốt cái trách nhiệm của mình. Dĩ nhiên nó có những cái chỗ so le, rồi những cái chỗ mà cái nốt bè nó chưa được chuẩn, rồi cái nhịp, nói chung là các bạn đều có bản lĩnh sân khấu hết, Vũ có thể thấy được điều đó. Nhưng mà dĩ nhiên nhiều lúc mình thi diễn thì nó có thiên thời địa lợi nhân hòa, và nhiều cái bài hát nó đòi hỏi cái sự tập trung cao độ hơn và cái sự hòa quyện hơn. Chỉ cần các bạn nhìn và tương tác với nhau, cái đó là một điều cực kỳ quan trọng. Khi mà song ca, tam ca, tứ ca phải nhìn nhau, hiểu nhau, tâm linh tương thông thì mình mới có thể truyền tải và hát nhịp nhàng, nó hòa quyện với nhau một cách tuyệt đối. Nhưng mà cái bài này là nếu như mà trên một thang điểm 10 thì Vũ sẽ cho là 9 điểm. Và cũng cảm ơn Vũ đã có lời ngợi khen cái liên khúc này. Yeah, bài hát Giọt Mưa Thu là bài hát chị Tuyết rất là yêu thích. Cộng với bài Mưa Rừng anh Lê yêu thích trở thành một cái liên khúc như thế này, và chị kỳ vọng ở các em rất là nhiều. Thực sự đúng là ngày hôm nay Hào, em có một cái câu hát bè nó hơi bị chênh vênh. Nhưng phải nói một điều như thế này, cái đội này nè là một trong những cái đội là có những cái câu cú bè nhiều nhất và hòa quyện rất là hay, và có rất là nhiều cái bè trên bè dưới rất là đẹp. Và cái điều đó là chị phải khen tặng các em trước khi chị chê các em nhé. Biết chị chê cái gì rồi, biết chị nói cái gì rồi, đúng không? Đó là về Hào. Nhưng mà ngược lại, ngày hôm nay á, khi Hào trình diễn cái câu của mình á thì nó hay hơn rất là nhiều so với những lần tập. Đó là một cái câu chị ngợi khen ở Hào. Còn riêng về Huê, bây giờ nói cái lý do là tại sao Huê bị một cái như thế này. Khi mà Huê hát, Huê tập trung quá. Em bị giống như bị quá sức tập trung vô cái bài và nghĩ ngợi lo sợ nhiều quá, nên em không bao giờ mở mắt ra cả, và em cứ quá chú tâm cho nên em đã quên mất cái người bạn diễn đối diện với mình. Và điều đó là một cái điều là không nên khi mà mình hát cặp đôi. Cho nên chị nhắc nhở Huê cái điều đó. Nếu mà Huê có cơ hội vào vòng trong, Huê phải ghi nhớ với chị điều đó nhé. Còn riêng về Bá Huy thì em vẫn giữ cái phong thái cũng như cái phong độ như mọi khi, vẫn rất là tốt từ lúc tập cho tới cái lúc biểu diễn ngày hôm nay. Còn riêng về Uyên, chị lại nghĩ Uyên là người có bản lĩnh sân khấu nhiều hơn là Huê và vững hơn là Huê, bởi vì lúc nào Uyên hát, Uyên cũng là người gần như là lead Huê và dẫn cái nhịp hay là tất cả mọi thứ rất là có vẻ như là chắc sân khấu. Nhưng mà thực sự hồi nãy đó, Uyên lại là cái người xém chút vô sai chứ không phải là Huê. Chị nhìn ra được điều đó đúng không? Và cái lý do không phải là hai bạn trai á hát sai nhịp, mà là hai bạn trai đúng ra là lúc tập á là chỗ đó hai bạn trai phải hát đúng nhịp. Cái câu cuối của hai em hát là cái gì? Chắc gì vui, tại vì hai bạn nam đem bao kiếp sầu tan, hai bạn đem ran cái câu đó đi làm cho Uyên hơi bị hoang mang, thế là Uyên nhảy vô Uyên hát. Nhưng Uyên phải nên nhớ một điều, tuy bạn ran nhưng cái nhịp nó vẫn phải nằm trong mình phải biết đếm nhịp trong mình để mình vô đúng. Mà lúc đó thì Uyên lại bị cái điểm đó làm cho cái bài chị đang vô cùng thưởng thức, vô cùng tuyệt vời, từ hình ảnh cho tới cách
hát cho tích cách biểu hiện của các em, làm cho chị tiếc vô cùng, tiếc vì nó không được trọn vẹn như ý chị mong muốn. Nhưng mà thực ra là hai cái bài hát này, một cái liên khúc này là một liên khúc hay và cũng không phải dễ hát. Bây giờ mình trừ một cái lỗi nhỏ đó cũng không phải là lỗi của Thu Uyên nữa, mà lúc đó Tuyết biết là mình hơi làm khó thí sinh rất là nhiều. Chỗ đó em nghĩ là mình cũng không nên là đặt một cái lỗi quá lớn, bé tí bằng một hạt cát thôi. Phần trình diễn quá hay. Dạ, cảm ơn câu chốt của anh Quang Lê đã khép lại phần nhận xét của chúng ta cho tiết mục này. Cảm ơn.